chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Quý Vị Tây Bắc nhá. Hiện tại thì Long đang có mặt tại xã La Bán Tẩn của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái các bạn ạ. Nơi đây đang diễn ra một cái lễ hội mừng cơm mới của đồng bào người Mông vô cùng đặc sắc. Và ngay phía sau lưng Long đây thôi, đó là đường con đường lên đồi Mâm Xôi. Và đây là một đội ngũ xe ôm rất là hùng hậu. Bây giờ Long sẽ mua vé và đi xe ôm lên trên đó các bạn ạ. Chứ phải đông, số lượng đông người quá mình không thể đi xe riêng mình được. Và xin mời mọi người hãy đồng hành cùng Long để khám phá cái lễ hội nhá. Xin mời mọi người. Đây là cái khu vực xe ôm đang xếp hàng các bạn ạ, ở những bộ trang phục tổ hợp tác xe ôm của La Bán Tẩn, được mặc trang phục đồng đều hết. Và bây giờ thì Long sẽ vào bên trong kia mua vé. Sau đó thì cái đội ngũ sắp xếp ấy, họ sẽ phân công từng cái vị trí tổ xe ôm này lên một. Cái tổ xe ôm này thì sẽ theo số thứ tự và lần lượt với mỗi người sẽ được đi lên một chuyến. Đây là cái điểm bán vé tham quan tại đường Mâm Xôi. Và bây giờ thì mình sẽ vào mua vé một chút nhé. Cháu cho hai chú ấy bán cho cháu hai vé với, mỗi vé là bao nhiêu tiền đấy ạ? Là 20.000. À, hai vé là 40.000 các bạn ạ. Mỗi vé là 20.000 nhá. Sau đó là với đội xe ôm kia thì mình sẽ trả tiền cho xe ôm riêng. À, cuối cùng thì Long đã đi xe, đang đi cùng anh nhà lái xe ôm về đi lên rồi. Con đường này thì rất là dốc và trơn. Chính vì vậy mà các anh phải buộc xích đằng sau bánh xe về sau các bạn ạ. Mình có thể đi lên được. Thì đây thì mà để người dân như những người tự đi lên thì sẽ rất là trơn và nguy hiểm. Chính vì vậy là xã đã tổ chức cho đội lái xe này cho. Đây cuối cùng giờ thì mình đến rồi, bởi vì là một lát nữa thì phải xin số anh để sẽ gọi anh, bao giờ mình về mình sẽ gọi anh lên đón. Và giá vé xe ôm lên đây là 60.000 cả đi cả về các bạn ạ. Mình sẽ xin số của anh đã. Rồi cảm ơn anh, khi nào về thì em gọi anh nhé. Chào anh. Đây các bạn nào, ở phía bên trên kia thì là cái lễ mừng cơm mới các bạn nhé, một lát nữa sẽ diễn ra thôi. Còn ở bên dưới này thì đồi Mâm Xôi, khu vực đồi Mâm Xôi này thì các bạn trẻ đang đứng ra check in chụp ảnh rất là nhiều. Đây các bạn này, phía trước mặt tay mình chỉ đó là Mâm Xôi đó, rất là đẹp. Có rất là nhiều phóng viên báo đài, cũng như là đội ngũ ghi hình YouTuber nữa. Khách du lịch, mọi người đi lên xuống đây thì thở hết rồi, rất là mệt. Đây, còn các cháu bé nhỏ lắm, khoảng chừng hơn 2 tuổi, gần 3 tuổi thôi, đã xách theo mình những cái giỏ đựng hoa này để có thể chụp ảnh cùng khách du lịch. Mệt không chị? Phong cảnh ở đây thì đẹp tuyệt vời luôn. Rất là trơn các bạn ạ, bởi vì cơn mưa khá là hạt xuống, bây giờ nhiều người đi lại ở khu vực này ấy, đi trơn trượt lắm, rất lo cho các cháu nhỏ này. Ở đây thì trồng khá là nhiều ở cái tam giác mạch rồi, rất là đẹp các bạn ạ. Khu vực ngay đầu đường xuống Mâm Xôi này thì các chị đang bán những hoa tam giác mạch cũng như là một số cái loài hoa mọc dại ở bên trên cái đồi Mâm Xôi này. Và có cả kèm theo thuê trang phục nữa để có thể các bạn trẻ có thể chụp ảnh. Đây, phía bên trên bầu trời đó là cái chiếc trực thăng đang bay qua cái đồi Mâm Xôi này để ngắm toàn cảnh từ bên trên xuống dưới. Đấy, trẻ con người già đang vẫy trực thăng bên trên không trung đây đấy mọi người. Lần đầu tiên đây là những ánh mắt mà họ nhìn thấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cuối, nó bắt đầu lên rồi nhá. Ôi thế là sao? Từ sáng giờ bán được nhiều chưa? Ít rồi, ít rồi à, anh thì liên tục đấy. Ít mà không có chỗ ngồi. Một ngày này mà kiếm được mấy triệu ấy nhỉ? Mấy trăm chứ mấy triệu. Mấy trăm triệu. Ở trước này em cho thuê quần áo ở khu vực này đúng không? Để chụp ảnh đúng không? Để nhìn quen quen. Hình như có cả bộ nam mà. Em gái bán nước mía quá là xinh đẹp luôn. Hoạt động từ sáng giờ không nghỉ. Em mía liên tục. Cái hoa tam giác mạch này do đồng bào người dân ở đây trồng các bạn ạ. Chính vì vậy mà khi chụp ảnh vào thì mọi người sẽ phí là 10.000 đồng để vào có thể chụp ảnh check-in thoải mái luôn. Và cả những cái mồi xôi cũng như là những cái khu vực chụp ảnh trung tâm kia nữa cũng đều là giá là 10.000 đồng hết. Đây là trò chơi ném pao. Một cái trò chơi rất là vui nhộn của đồng bào người Mông ở đây. Bình thường thì sẽ một bên là nam giới đứng, một bên là nữ giới đứng. Sau đó là họ sẽ ném cho nhau những quả pao này, vừa trò chuyện cũng như là kết đôi làm quen với nhau. Và ở những cái trò chơi này thì rất nhiều đôi uyên ương đã thành cặp. Đây là một mâm bàn được xếp ra, đó là những chiếc bánh dày của đồng bào người Mông làm ra. Và tất cả các vị khách du lịch đều có thể qua đây để ăn thưởng thức. Dạ, chào anh ạ. Đẩy gậy này, bạn người nước ngoài này đang tham gia chương trình đẩy gậy cùng một người Mông nữa, rất khỏe đấy, tuyệt vời quá. Chào mừng anh, khỏe lắm ạ. Người Mông khỏe lắm. Hello. Bắt đầu. 3 2 1 Cố lên. Yeah.
Vừa rồi thì Long đã cùng các bạn đồng hành để khám phá giữa bục thang Mù Căng Chải và tham gia một cái lễ hội mừng cơm mới của đồng bào người Mông nơi đây. Rất là tuyệt vời các bạn ạ. Mọi người dân, khách du lịch từ khắp mọi miền Tổ quốc đổ về đây để chụp ảnh check-in những cái khu vực đẹp nhất mà thiên nhiên tạo ra, cũng như là người dân ở đây thì quá là thân thiện luôn. Video của Long xin kết thúc tại đây các bạn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.